quá, nhưng mà có mua một chiếc bánh pizza thôi, thật là đáng tiếc. Tớ cũng rất lợi tích cho cậu, nhưng mà thật tuyệt khi tớ có nhiều pizza hơn nhiều. Cậu có nhiều sao? Cậu chưa nhìn thấy tòa tháp của tớ thì sao? Bây giờ hãy nhìn xem tòa tháp của tớ cao đến mức chọc trời luôn rồi. Ôi, những người kém may mắn nhất thì ăn trước đi. Vậy là Diana sao? Thôi đủ rồi, cái này không vui chút nào đâu. Tớ thậm chí không biết là mình sẽ ăn gì trước. Nhưng mà tớ rất vui vì điều đó. Mặc dù tớ chỉ có bánh pizza, nhưng mà nó vẫn rất là ngon và rất là ấm nữa chứ. Các bạn hãy nhìn xem cách phô mai nó vẫn kéo dài thế này, đẹp như này cơ mà. Trời ơi, liếm hết cả ngón tay luôn. Ê, cẩn thận chút, trời ơi, tớ sao liếm rác vậy? Ôi, có gì đâu, điều chính là tớ ăn ngon mà. Đủ rồi, đừng có làm thế nữa. Thôi nhá, tớ chán lắm rồi, cậu quyết định ném bánh vào tớ chứ gì. Vậy thì cậu tự ăn đòn lại đi. Ôi trời ạ, các bạn thật là buồn cười. Trời ơi, bây giờ đến lúc tớ cũng phải ăn pizza của mình rồi. Ôi vâng, Diana cậu nói đúng, chiếc bánh pizza thật là tuyệt vời. À, tớ có ý tưởng này rồi. Tớ biết cách ăn nó một cách thuận tiện hơn như thế nào mà không bị bẩn tay. Ví dụ như là tớ cuộn nó vào như thế này á, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cậu ấy ăn ngon thật đấy. Bây giờ hãy nhìn xem, tớ sẽ cho cậu xem cách ăn rất là thuận tiện. Đấy, cái này rất là tiện mà đúng không? Wow, trời ạ, tôi không nghĩ rằng là pizza có thể nhét một phát như thế này luôn. Tất nhiên là được rồi. Và nhớ, ăn như thế này có thể nhét vài cái luôn. Ui, trời ơi, hình như là cái cổ của tôi bị sao rồi. Thôi, cậu khóc cái gì vậy? Bây giờ tất cả pizza dành cho tớ lại đây rồi. Trời ạ, bánh pizza của tớ đâu rồi? Trời ơi, các bạn ăn hết rồi sao? Ôi, bạn đừng có hết nữa đi. Chúng tớ chỉ rất đói thôi mà. Ôi, cuối cùng thì cũng đến lượt tớ rồi. Trời ạ, bây giờ tớ sẽ ăn thử bánh pizza của tớ nhá. Tớ đợi nó lâu lắm rồi đây này. Xuống rồi. Ôi buồn cười thật đấy. Nhưng mà cái này không đơn giản. Cái này là pizza rất là ngon luôn ý. Ồ vẫn còn giò này, ăn thôi. Trời ơi, chỉ có một cái tích tắc thôi sao? Ôi ăn này làm sao mà no được. Tớ thì có cả một hộp kìa. Nhìn xem pizza nó có gì kìa. Đúng rồi, nhìn đi xem tớ có gì đây. Đây không phải là chiếc hộp thôi, cả một gói tích tắc khổng lồ đây này. Cái này rất là tuyệt vời mà. Nhưng mà liên trước đi. Thôi trời ạ, tớ sẽ ăn một cái. Bị coca sao, tớ rất là thích nó. Ngon thật đấy. Trời ơi, Mary bây giờ đấy là cậu rồi. Hoan hô. Trời ạ, tớ rất là vui khi tớ có nhiều như thế này. Cái gì vậy, tại sao nó lại không đổ ra miệng tớ? Này nhá, đổ hết vào miệng đi xem nào. Ôi, Mary làm đổ hết cả kẹo ra bàn rồi. Không sao cả, nó bị đổ ra, nhưng mà vẫn ăn được mà. Đấy, tớ chỉ cần lấy cái ống hút và hút vào như thế này thôi. Ôi, thật là tuyệt vời. Diana, bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu thôi. Hoan hô, bây giờ thì đến được tớ ăn rồi. Ôi, các bạn ơi, hãy nhìn xem nhiều chỗ này. Ôi, thật là tuyệt vời. Ừ, ngon thật đấy. Trời ơi, của cậu có nhiều thật đấy. Ôi, các bạn nghĩ là tớ sẽ chia sẻ sao? Tất nhiên là không rồi, nó ngon đến mức mà tớ sẽ tự ăn nó thôi. Trời ơi, đúng rồi. Tớ có thể làm như thế này và cậu ấy sẽ không biết tí nào đâu. Nếu mà tớ kéo từ cái này thì chắc chắn cậu ấy sẽ không biết mà. Ôi, đưa tay ra đây, tớ sẽ cho cậu ăn. Ê, các bạn lấy tích tắc ở đâu ra vậy? Ê, đấy là kẹo của tớ mà. Đủ rồi đấy. Bây giờ thì hãy nhận lấy nhá. Nhận lấy đi này. Đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, đau quá.
Bây giờ các bạn sẽ biết cách mà dám ăn trộm của tớ. Đúng rồi, cậu ấy bắn kẹo vào chúng tớ mà cái này còn rất ngon đấy chứ. Lại còn tiện đấy chứ, cậu có thể bắt bằng miệng. Ui, ý tưởng hay thật đấy. Nhận lấy đi này. Hình như là tớ hết mất rồi. Và tớ còn không ăn được cái gì cả. Ôi, nhưng mà trộm tớ thì rất no. Cảm ơn cậu rất là nhiều nhá. Oh wow, trời ạ, bao nhiêu là tỏi thế này sao? Ừ, tớ đồng ý, cái này ghê thật đấy. Thôi các bạn ơi. Ôi, nhưng mà tớ chỉ có mỗi một cái, tớ rất may mắn. Nhưng mà cậu phải ăn trước thôi. Thì sao, tớ có thể làm được. Đầu tiên là tớ sẽ mở nó ra và bóc hết cả vỏ, tuyệt đúng không? Wow, hay thật đấy. Ừ, đúng rồi, bây giờ tớ chỉ cần cắn nó thôi. Ôi không, trời ơi, vị kinh khủng quá. Trời ơi, đấy thấy chưa, tớ bảo rồi mà. Cậu biết gì không, tớ có thể giúp cậu cái này. Bây giờ cậu có thể ẩn nó ra như thế này và nó sẽ không thấy tệ lắm đâu. Nào, mở miệng ra đi, tớ sẽ bóp thẳng vào miệng cho cậu. Không, cảm ơn, tớ sẽ không làm đâu. Nào, mở miệng ra đi. Và bây giờ tớ sẽ giúp cậu. Đấy, bây giờ thì ăn đi, ngon lắm mà. Eo ơi, ghê quá đi mất. Trời ơi, nhưng mà may quá hết rồi. Xin lỗi nhá. Ôi, ghê quá. Bây giờ thì tớ không ăn nổi. Nào, bây giờ cậu ăn cái này đi cho đỡ hôi miệng, ghê quá đi mất. Ô, cảm ơn cậu rất là nhiều. Thật là tuyệt vời. Ôi, thế là đỡ rồi. Hay quá đi mất. Ôi, cậu may mắn nhá. Nhưng mà tớ vẫn còn cả một cái này thế này. Nhưng mà tại sao tớ phải ăn? Nó đẹp như thế này á, tớ sẽ đeo nó trên cổ. Không không, theo quy tắc á, cậu phải ăn nó thôi. Vì vậy cậu ăn đi. Trời, tớ cứ mong là ý tưởng này sẽ tốt hơn. Nhưng mà tớ có ý tưởng tuyệt vời hơn. Tớ cũng sẽ không cắn nó đâu. Tớ có ý tưởng tuyệt vời hơn. Để á, làm cái này thật là nhanh á. Tớ sẽ cho nó vào đây. Và bây giờ tớ sẽ lắc nó lên. Và vỏ nó sẽ ở lại. Còn đâu thì tớ có thể ăn nốt. Wow. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời đúng không? Làm được rồi này. Bây giờ thì có thể ăn được rồi đấy. Eo ơi, trời ơi, ghê quá đi mất. Tớ phải nói rằng là cái này cũng rất là ghê tởm luôn ý. Mùi cũng rất là tởm. Ôi trời ạ, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Ôi không sao, để tớ giúp cậu nhá. Bây giờ tớ sẽ có cái trợ thủ này giúp tớ. Ôi không có gì tốt hơn đâu. Tớ vẫn sẽ thả nó ra thôi. Ôi phải làm gì bây giờ? À đúng rồi, nếu mà nó từ mồm vậy thì cho thẳng vào mồm là được. Nhận lấy đi. Ôi hình như là hết mất rồi. Thôi được rồi, ít ra là hết mùi. Ừ, công nhận ý, không có mùi. Nhưng mà vị rất là ghê, nhưng mà mồm rất thơm. Cảm ơn nhá. Nào, bây giờ đến lượt cậu ăn rồi đấy. Các bạn ơi, thôi xin đấy, tớ không ăn được nó đâu. Phải làm thôi, nhanh lên. Tớ hy vọng là nó sẽ không buồn nôn. Nào, mong là mọi thứ vẫn ổn. Tớ rất là mạnh mẽ mà, tớ có thể làm được. Ôi ghê quá đi mất. Trời ơi là trời. Trời ơi, tại sao lại có thể làm được như thế chứ? Đấy, chỉ còn một tí nữa thôi. Tớ có thể làm được. Trời ơi, cẩn thận. Ôi đừng có ném rác như thế. Thôi tớ kể cậu, bây giờ tớ chỉ có thể ăn được thôi. Nhưng mà bây giờ miệng ghê lắm rồi. Ôi nhưng mà không sao, tớ biết là có cái gì giúp rồi. Bây giờ chỉ cần đổi cái này vào thôi cho cậu ấy tự ngửi một mình luôn đi. Trời ơi, tớ không thở được, kêu tớ với. Ôi hy vọng là cậu ấy vẫn sống. Ừ tất nhiên là sống rồi, cậu ấy chỉ ngất một chút thôi. Mọi thứ đều ổn, tớ vẫn ổn. Xin lỗi nhân Gianna, nhưng mà mùi kinh khủng quá rồi. Sao, chúng ta hãy bắt đầu nhé. Tớ sẽ là người đầu tiên. Ồ, sô-cô-la này, hay quá. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với nó vậy? Và tớ ăn nó như thế nào bây giờ? Bây giờ nó tan chảy ra rồi. Tớ không ghen tị với cậu đâu. Ồ, tớ biết làm như nào rồi.
Tớ cần đá và kéo. Nhưng mà đầu tiên tớ sẽ thử một chút trước đã nhá. Ngon thật đấy. Ôi, nếu mà đổ sô-cô-la lỏng lên đá, nó sẽ đông lại và tớ có thể yên tâm ăn. Và thật là thú vị khi vẽ bằng sô-cô-la. Nó thật tuyệt vời đúng không? Ôi, tớ đang chảy cả nước miếng ra rồi. Thử nào. Ôi, ngon thế không biết. Marie, cậu ngồi nhìn gì vậy? Bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Cái gì? Sô-cô-la đóng băng sao? Thật không? Ôi, nó đầy băng này. Như này tốt hơn rồi đấy. Chúng ta cùng xem nhé. Ôi, có mùi rất là thơm. Nhưng mà trời ạ, như đá vậy. Làm sao mà tớ có thể ăn nó nếu tớ không thể cắn được một miếng nào? Nào, vỡ ra đi. Thôi được rồi, tớ sẽ thử liếm nó như kem vậy. Trời ạ, cậu như thế sẽ ăn mãi nữa thôi. May mà tớ được nấu chảy sô-cô-la ra rồi. Tớ có thể tạo ra bất kỳ hình nào, ví dụ như là con mèo này, và sau đó ăn. Lần này tớ sẽ là người nhờ mở đầu tiên nhá. Không tớ. Thôi được rồi, cậu đi đi. Cái gì, bánh quế đông lạnh sao? Trời ạ, tớ rất thích bánh quế, nhưng tớ không thích cái đông lạnh đâu. Nó như đá ấy. Của cậu thì có gì? Bây giờ sẽ xem nào. Ôi vâng, đây là may mắn. Tớ có một chiếc bánh quế rất là thơm ngon. Thơm quá. Trời ạ, muốn ăn nó. Ai, trời ạ, nó quá nóng. Tay tớ bị bỏng rồi. Marie, giữ bánh của tớ đi. Ôi, như này tốt hơn rồi đấy, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà làm nào tớ có thể ăn bánh quế nóng bây giờ? Ý tưởng, như này để không bẩn nhá. Tớ sẽ ăn bằng dĩa và dao, như này sẽ không hề hấn gì đâu. Và tớ sẽ thổi trong trường hợp đấy. Ngon quá, cậu đang làm gì vậy? Bánh quế đông lạnh ngu ngốc. Nào, vỡ ra đi. Yeah, trời ạ, bây giờ tớ có thể cắn được một miếng. Không, nó vẫn cứng lắm. Thôi được rồi, tớ sẽ không ăn nó luôn đi. Ok. Mia, thôi đừng buồn. Đừng buồn, Mia. Nhìn này, bánh quế của tớ đủ cho cả hai người. Cậu ăn đi bạn. Sao, chúng ta cùng mở nhá. Ừ, ok. Oh, wow. Sô-cô-la nóng với marshmallow. Tớ rất là thích đó đấy. Nhưng mà một cái sẽ là lạnh đấy. Bingo. Tớ biết rồi, tớ sẽ dùng ống hút. Nhưng mà tại sao tớ không chọc vào được? Hoan hô, vậy là tớ thực sự có sô-cô-la nóng rồi. Thật là không công bằng, sô-cô-la của tớ lạnh đến nỗi mà không thể đổ ra được. Thôi được rồi, tớ sẽ liếm nó như này vậy. À, nó thực sự rất là ngon đấy, như kem vậy. Còn tớ thì có những kẹo dẻo mềm ngọt và sô-cô-la. Ôi, sao mà nóng thế này? Trời ạ, cậu chỉ có muốn cười tớ thôi. Bây giờ phải làm gì? Đúng rồi, tớ sẽ đeo găng tay vào. Như này tay tớ sẽ không thấy nóng luôn. Tuyệt lắm. Ôi, đúng rồi, ngon quá. Còn cậu thì liếm món kem của cậu đi. Ê, tại sao cậu là người đầu tiên? Hãy cùng nhau nhé. 3, 2, 1. Ôi, mì. Hoan hô. Yummy. Ôi, tuyệt vời quá. Từ từ đã, của tớ lại bị đóng băng sao? Tớ thậm chí không thể rút được ra. Ôi không, trời ạ, rút được rồi nhưng mà không tốt hơn đâu. Ừ, cậu không may mắn rồi. Còn bây giờ tớ chỉ ăn ngon lành luôn. Sử dụng đũa như một ninja thực sự. Nào thử nhá. Ôi đúng rồi. Ôi không, miệng tớ đang nảy cháy. Cứu, trời ạ. À, tớ biết làm nào để làm tan chảy mì của mình rồi. Giúp tớ một chút nhé Mia. Ừ, cảm ơn cậu. Bây giờ tớ cũng có thể ăn được rồi. Thôi, hình như trở nên dễ dàng hơn rồi đấy. Mì này cay quá đi mất. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhá. Bây giờ tớ sẽ ăn thôi. Ngon thật đấy. Ôi, xin lỗi nhá. Tớ quên mất là cách xử sự rồi. Ê, cuộc chiến trên các ngón tay sẽ giúp ta xem ai là người đầu tiên. Cậu không đánh bại tớ đâu. Này nhá, tớ sẽ xem thôi. Yeah, tớ thắng rồi. Sao tớ có gì đấy? Trời ạ, kẹo mút tan chảy sao? Làm sao mà tớ ăn được cái nước này bây giờ? Thôi được rồi. Bây giờ hãy xem của cậu có gì. Oh wow. Còn tớ thì cả một cây kẹo mút bình thường. Ôi, tớ muốn thử lắm rồi đây này. Ôi,
Trời ạ, lưỡi của tớ đau quá. Nhưng mà tớ biết chơi khamia như thế nào rồi. Đau cụ của tớ đâu nhỉ? Được tuyệt vời. Mia, cứu tớ với. Trời ạ, nó lạnh quá. Lưỡi tớ dính cả vào rồi. Nào, cố lên, bây giờ tớ sẽ... Ôi, tớ làm được rồi. Lưỡi của cậu ok rồi. Cái gì, hình như tớ quá rồi. Trời ạ, cái trò đùa ngố hồi nữa. Tốt hơn hết tớ sẽ chăm sóc cái kẹo mút của mình. À, tớ có một ý tưởng. Nếu mà thổi từ kẹo mút cái bong bóng thì sao nhở? Tuyệt quá. Trời ạ, tớ đang làm rất là tốt. Và chúng thật là ngon. Ê, cho tớ thử được không? Không, không cần đâu. Nào, hãy đếm nhé. Oản tù tì ra cái gì? Kéo, tớ thắng rồi. Ê, cậu đi đâu vậy? Tớ là người đầu tiên mà. Tớ tự hỏi tớ có gì đây. Ồ, nuggets, ngon quá. Tớ rất nóng lòng muốn thử rồi. Ôi, ôi, chúng nóng quá. Thôi, như này tốt hơn rồi đấy. Ngon thật đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Còn cậu Mia, đến lúc cậu lo cho bữa ăn của mình rồi đấy. Thôi được rồi, nuggets đông lạnh. Tớ sẽ ăn chúng như thế nào bây giờ? Tớ thậm chí không thể mở được cái gói này ra. Nào, để tớ thử cho cậu nhé. Nhìn này, như thế này này, bây giờ giữ lấy đi. Thôi, không đáng đâu, tốt hơn nên không mở. Tớ sẽ không bao giờ ăn cái này. Trời ạ, chúng như tưởng tượng, chúng như đá vậy. Nhưng mà có thể làm nóng chúng mà. Tuyệt quá, tớ có cái bàn là. Tớ sẽ dùng nó nhé. Ôi, tớ tự hỏi, chờ đợi cái này bao lâu nữa. Ôi, mùi gì thơm thế này. Ôi, được rồi này, hình như là ok rồi đấy. Tớ đã sẵn sàng. Ngon thật đấy. Tớ là một thiên tài đúng không? Tớ không thể nào mà chờ đợi tìm hiểu xem có gì trong đó. Ôi, nhìn cái gì này. Ồ, tớ đã mở rồi nhá. Và tớ có pizza. Ê, như thế là không công bằng đâu nhá. Xin lỗi nhưng mà tớ không cưỡng lại được. Tớ rất là yêu pizza. Nó có mùi thơm ngon lắm sao. Ngon thế. Bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Thôi được rồi, tớ không chắc tớ sẽ có một cái gì đó ngon đâu. Pizza, nhưng nó bị đóng băng rồi. Đấy, tớ biết ngay mà. Thôi được rồi, tớ sẽ thử nhá. Ai, răng của tớ. Bây giờ tớ phải làm nó như nào? Trời ạ, tớ không thể nào mà xé được ra đây này. Tớ có một ý tưởng rồi. Hãy để tớ giúp cậu một chút nhá. Như này này. Cắn. Và nhai. Maria, cậu làm được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Ôi, có vẻ như tớ cũng làm quá sức rồi sao ấy. Ôi không, răng của tớ. Trời ạ, pizza ngu ngốc. Tớ biết phải sẽ làm gì cậu vui hơn rồi. Ăn pizza đi. Nhưng mà lần này hãy cẩn thận nhé. Bạn có tưởng tượng gì không? Ừ, đúng rồi. Ê, nhìn kìa, cậu ấy không đóng tủ vào. Chúng ta cùng xem bên trong có gì nhé. Hình như là đây là kết sắt. Wow. Có lẽ là bên trong có cái gì đó rất là hay, thú vị. Chúng ta cùng xem nhé. Không, Toto dừng lại. Chúng ta đang ở đâu đây? Có vẻ như là đã đến lúc mà thử thách rồi. Tớ sẽ mở kết sắt của mình đầu tiên nhé. Tớ đang có một miếng cười. Oh wow, cả một đống Pop-It tươi sáng này. Wow. Oh, tuyệt thật đấy. Ừ, đúng rồi, tất nhiên rồi. Đã đến lúc phải chọc chọc một tí. Ôi, lạ thật đấy. Cái này là mứt cam này. Ngon thế. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, có nhiều thật đấy. Tớ có thể ăn chúng hết cùng một lúc luôn. Ôi, dừng lại rất là khó khăn luôn. Nhưng mà chúng rất là ngon. Đặc biệt là khi chúng là thạch. Ôi trời ạ, ngon quá. Có vẻ như là cậu ấy đã để lại chúng ta một cái đấy này. Này, đi ra, cái này là của tớ. Này nhớ, không được làm thế. Ôi, thôi được rồi, đến lúc khi cậu xem rồi đấy. Ừ, để tớ xem nhá. Có vẻ như có cái gì đó rất mềm mềm ở đây. Ôi, trời ơi, đây là rôn mà. Ôi, tớ sẽ không ăn chúng đâu. Kinh quá đi mất. Ôi, trời ơi. Thế là bay đi hết rồi, may quá. Bay đi, trời ơi, chúng chết đầu tớ đây này, cứu với. Ôi, chúng sẽ ăn tớ mất.
Tớ nghĩ là ở đây sẽ có một cái hút bụi sẽ giúp cậu. Để tớ giúp chứ. Đấy, hay thật đấy. À, trời ơi, trong mặt cậu kìa. Nào nào nào, đây để tớ lấy cho. Ôi, tại sao lại bỏ mồm vào đây? Nào. Đấy, thế là xong rồi. Ừ, sẵn sàng rồi sao? Ôi trời ạ, môi tớ cũng sẵn sàng rồi đây này. À, cậu cười chứ gì? Vậy thì tại sao cậu không thử chúng luôn đi xem nào? Nhận lấy đi. Ôi, chúng trong mồm tớ kêu tớ với. Yêu ơi, ghê quá đi mất. Thôi được rồi, đừng có hét nữa. Tốt nhất là hãy xem trong kết sắt cậu có gì đi. Ôi trời ạ, trong kết sắt này đang chờ đợi tớ một cái lọ gì đó rất là hay. Tớ hy vọng là tớ sẽ không bị biến thành con nách. Ôi lạ thật đấy. Trời ạ, tớ không thấy vị gì cả. Ôi thì sao thế này? Lạ thế. Ôi không, trời ạ, có chuyện gì đó xảy ra với tớ. Cứu tớ với các bạn ơi. Trời ơi, hình như là tớ bị bé đi mất rồi. Bây giờ tớ bé quá. Đây, để tớ nhấc cậu lên nhá. Ôi, nhìn xem đáng yêu chưa này. Hey. Ôi, bé yêu đáng yêu quá. Ai rồi ôi, lại còn cắn nữa chứ. Đau nhá. Tớ vẫn sẽ cho cậu ăn đòn thôi. Cậu muốn đánh nhau chứ gì? Vậy thì đánh nhau với Jun đi. Không như tớ sợ nó sao? Tớ sẽ đánh hai phát là nó chết rồi. Ôi, không biết là ai thắng nhở. Có vẻ như là không ổn rồi. Nhưng mà này, này nhá, tớ nhận lấy đi. Nhận lấy đi, tớ đánh được hết. Nhận lấy này. Ồ, wow, cậu ấy thắng thật rồi kìa. Thế các bạn nghĩ cái gì? Ôi, cái này vui thật đấy. Ôi, các bạn thấy tớ mạnh chưa? Công nhận. Lần này mình có món ngon. Vì vậy tớ sẽ mở kết sắt trước nhá. Oh wow, đây là cốc tay yêu thích của mình, Mars. Wow. Ôi, mình rất là yêu cái này. Mình đang chờ đợi điều gì nữa? Đây đến lúc phải uống rồi. Ôi, tại sao nó không chảy ra thế này? Chỉ chai ngu ngốc này nữa. Ồ, làm sao mà không hiểu được nhờ. Này, để tớ cho cậu cách uống nhá. Bạn sao? Ừ, này. Tớ đùa thôi. Cậu mơ cái gì? Tớ sẽ không bao giờ cho cậu ăn uống đâu. Tớ có thể tự uống đây này. Ôi trời ơi, tại sao cậu tham thế? Không sao, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Cậu sẽ biết cách không chia sẻ với bạn bè thôi. Trời ơi, cậu làm gì vậy? Ôi hết mặt tớ rồi. Trời ơi, tớ có thể uống hết chai mà. Tớ nghĩ là chúng ta là bạn ý. Thôi đủ rồi đấy. Hãy để Diana mở kết sắt của bạn ấy đi. Cái gì? Cá sao? Ôi không. Thật tốt, nó là không phải của chúng tớ, bốc mùi quá. Nhưng mà cậu vẫn phải ăn nó thôi, đó là quy tắc mà. Tớ biết rồi, bây giờ tớ sẽ thử. Ôi, thật là kinh khủng. Trời ơi, cái này quá sức mạnh của tớ rồi, cái này không ổn đâu, mình sẽ không ăn nổi. Cái gì mà không ăn, đó là quy tắc mà, ăn đi nhanh lên. Thôi được rồi, các bạn thuyết phục tớ rồi. Ôi, tớ sẽ làm cái này thực sự rất nhanh chóng. Đủ rồi đấy. Ôi trời ơi, tại sao lại ném vào mặt mình, kinh quá đi mất. Thôi đừng có cười nữa, mở kết sắt của cậu đi. Tớ sẽ rất là vui thôi. Cái này là cái gì nữa đây? Ôi, cái kẹo Skittles nào đó sao? Tớ rất là thích nó, nhưng mà tại sao lại ít thế này? Vị thì có vẻ như vẫn bình thường thôi mà. Ừ, kẹo rất ngon. Thôi được rồi, tớ cũng ăn hết rồi, ngon lắm. Nhìn này, bây giờ kẹo này lên trên mặt tớ rồi, lại cả trên tay nữa, thật là hay. Ôi, ngon thật sự luôn. Để cho tớ thử với. Tất nhiên rồi, ngon thật đấy. Ôi, nhìn này, bây giờ mặt tớ cũng đầy kẹo này. Diana, cậu có muốn không? Ờ, không, cảm ơn nhá. Tớ sẽ không ăn mụn của các bạn đâu. Vài lần nữa là mình là người đầu tiên rồi. Mình nghĩ là mọi người đều đồng ý với cái này đúng không? Ôi trời ạ, đây mình mới là hiểu món quà.
iPhone nó không bao giờ có quá nhiều được. Và nó sẽ tạo ra được những bức ảnh rất là đẹp làm sao. Cảnh tượng nhức mắt luôn. Mình cũng muốn cho mình chụp với. Ê, cái gì nữa? Cái này là của mình, đi ra đi. Nào đưa đây, cái này là của tớ, tớ cũng muốn chụp. Các bạn ơi, đủ rồi đấy, đưa cái này đây, tớ sẽ chơi trò chơi. Còn các bạn làm gì thì làm. Ê, tại sao các bạn lại làm thế? Trời ơi, các bạn đang làm gì vậy? iPhone của mình, không. Ôi, hình như là bây giờ nó không ổn rồi. Xin lỗi nhá. Các bạn đã làm gì rồi? Trời ạ, bây giờ điện thoại tớ bị vỡ ra rồi. Trong khi các bạn đang khóc thì tớ sẽ mở két sắt của tớ. Lạ thật đấy, két sắt nó lại không có gì. Nào, để xem bên trong có gì đấy. Ôi không, trời ạ, không phải là ai chứ. Tớ rất sợ chúng. Trời ơi, kêu tớ với, bỏ nó ra khỏi đầu tớ đi. Ôi, trời ạ, đi rồi. Ôi, tớ cũng không thích con nick này đâu. Thôi, đi ra khỏi đây đi. Ôi, trời ơi, tại sao các bạn lại nhét vào mồm tớ? Tớ lại còn phải ăn nó sao? Không đâu. Ôi, chẳng lẽ là đây là hoàng tử thì sao? Tớ cần phải kiểm tra. What's the matter with you? Trời ạ, hôn đã chẳng để làm cái gì cả. Có vẻ như là bây giờ đấy là tớ xem rồi. Oh wow, có một cái mũ rất hay ở đây. Mình phải làm gì với nó đây? Tớ không hiểu. Còn tớ làm gì với con nick này bây giờ? Tớ không muốn làm cậu buồn, nhưng có vẻ như là con nick của cậu biến thành đá rồi. Đá sao? Lạ thật đấy. Tại sao nó lại muốn nấu? À đúng rồi, đây là sô-cô-la. Trời ạ, không chỉ là sô-cô-la mà còn sô-cô-la rất là ngon. Ê, nghe này, có lẽ là cậu có thể làm cái này với iPhone của tớ thì sao? Để xem nhá. Ôi trời ơi, được rồi này, thật là tuyệt vời. Bây giờ tớ có iPhone sô-cô-la rồi, hay thật. Ôi, nó lại còn rất là ngon nữa chứ. Vậy là cái mũ này thực sự là có ích rồi. Ôi, có lẽ là tớ nên đội mũ vào, có vẻ như ổn đấy chứ. Oh wow, trời ạ, bây giờ chúng ta có sô-cô-la Mary rồi. Chúng ta ăn ngón tay cậu ấy đi. Không, chúng ta sẽ không làm như vậy đâu. Tốt nhất là chúng ta thử bỏ cái mũ ra và cậu ấy sẽ lại biến thành bình thường. Để thử nhá. Ôi, cảm ơn các bạn đã cứu tớ. Trời ạ, tớ đã sợ lắm rồi đây này. Lần này nhá, tớ sẽ mở cái này ra. Tớ mong là có một cái gì đó rất là ngon. Ô, Nutella sao? Tớ rất là thích nó. Tớ muốn ăn hết cả cái lọ này luôn. Ôi, xin lỗi nhá Clarissa. Tớ, tại tớ ăn món ăn quá mà. Ê, trời ơi, tại sao cậu lại bắn thẳng vào chán tớ? Thôi thôi, các bạn đừng buồn. Tớ chỉ muốn ăn đồ ngon lắm rồi đây này. Tớ hy vọng Nutella sẽ như mọi khi rất là ngon. Tớ cũng muốn. Muốn nhưng mà không được, cái này là của tớ. Không sao, trên mũi tớ vẫn có một ít, tớ vẫn được thử. Cậu có trên mũi, còn tớ thì trên đầy tay đây này. Ừ, tớ thấy rồi, trông cậu bẩn lắm rồi đấy. Có vẻ như là đã đến lúc phải cho tay vào trong sâu hơn rồi. Ôi không, tay của mình. Trời ơi, làm sao bây giờ? Ha, trời ạ, tham ăn, bây giờ đáng đời. Ê, thay vì cười, các bạn giúp tớ đi. Thôi được rồi, nào, nhanh lên. Cố lên, kéo lên. Nào, cố lên, kéo đi. Ôi, tuyệt. Trời ạ, bây giờ chúng ta có đống Nutella này. Chúng ta sẽ tự ăn hết thôi. Tớ mọi thứ vẫn ổn. Các bạn đừng lo, tớ ổn mà. What? Cái gì, các bạn ăn hết Nutella rồi sao? Tại sao? À, tớ vẫn còn trên tay này, hay quá, ngon thật. Ok. Trong khi cậu ăn thì tớ sẽ thử xem có gì trong này của tớ. Ôi không, trời ạ, phô mai hôi thối sao? Ôi, ghê quá đi mất, tớ không muốn ăn cái này đâu.
mùi ghê lắm luôn ý. Ôi, nói ít thôi, ăn đi. Có gì đâu. Eo ơi, ghê quá. Ừ, cái này nhìn ghê thật đấy. Ừ, đúng vậy mà. Tớ không thể nào mà nuốt được, cái này quá ghê tởm. Nhưng mà... Đấy, thế là đủ rồi đấy. Tuyệt. Ừ, tuyệt thật ý. Bây giờ xem tớ có gì nhá. Hình như là chúng ta phải đi thôi.